cái dòng họ nó tới luôn mấy bạn ơi. Vậy không? Quá đơn giản. Yeah. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn chơi tiếp theo. Để coi coi màn chơi tiếp theo nó có con gì đây. Oh my god. Sao bên dưới này nó có một cái con này là zombie cây vậy? Ok, ở đây chúng ta có thêm một cái hộp quà các bạn. Hộp quà để làm gì ta? Lần này là Phong Cận đã có kinh nghiệm chơi game rồi. Lần trước mình chơi á, có một bạn cơ mình là trời ơi, tôi chơi game này lâu năm rồi mà tôi thấy ông Phong Cận chơi mà tôi tức luôn á. Ừ đó, mình nghe vậy sao mình cũng thấy hơi buồn các bạn. Đó, đây là bây giờ mình phải thể hiện lại. Ok, sao? Để coi coi. Bây giờ nè, tôi sẽ thử phối cho cái cây súng này với lại cái cây này để xem coi nó ra được gì không nha. Đây thử nha. Trên này đi. Nó ra một cây súng ăn thịt, nhưng cái súng ăn thịt này nó có sao nó không bắn vậy? Để gần gần cho nó gần. Hay là nó đó. Dùng để ăn thịt ta, mình sẽ để nó ở đây đi. Đó đúng rồi. Ok. Wow. Ôi nó nhả ra kìa. Nhả ra gì? Nhả ra xác cái con zombie kìa. Nó nhả ra mấy cái xác của con zombie. Ok tôi hiểu rồi. Ê nhưng mà Sam biết có một cái này rất là hay nè, đó chính là khi mình kết hợp hai củ khoai tây lại với nhau thì củ khoai tây sẽ lăn. Đó. Wow. Em phải phí quá. Không phí đâu, yên tâm. À lúc nó to đúng không? Rồi. Hay quá vậy. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp thử cái củ khoai tây với lại cái hoang thịt thử nha các bạn. Kết hợp nè. Là nó sẽ biến thành một củ khoai tây với ăn thịt. Hợp hay lý chưa? Xịn không? Xịn không? Ôi khoan, mà cái hộp quà là cái gì ta? Để tôi thử chọn hộp quà coi. Túi mù hả? Túi mù với em phải làm lên đâu. Đây tôi thử tôi kết hợp quả bơm với lại củ khoai tây coi nó ra cái gì. Ôi dễ thương quá vậy. Dễ thương không? Nó sẽ nổ đúng không? Tôi thấy nó không dễ thương chút nào vậy? Nó dễ thương mà. À có mấy bạn bảo tôi là anh kết hợp cái chị ta trái cherry với lại cây súng xấu nồng này cho nó mạnh hơn đó. Đó mấy lần trước là mình chơi là mình bất cẩn quá, mấy bạn kêu là bạn thấy mình chơi bạn tức luôn mà. Đó nên là bây giờ mình sao phải chơi cho bình ổn hơn. Nó nổ hả? Tôi nghĩ là nó ăn xong hết rồi nó mới nổ á. Đúng không? Là bom nổ chậm á mọi người. Đúng rồi, tại vì cái này là củ khoai tây nữa mà chứ nó nổ liền thì đó, thấy không? Nó ăn chút xíu là nó nổ thôi chứ không cần phải ăn hết cây. Ơi bây giờ mình còn cái gì nữa không ta để con kết hợp được không? Mình thể sẽ thử kết hợp Ơi, kết hợp thử cây hoa hướng dương với cây hoa ăn thịt được không? Để thử coi. Hoa vàng luôn. Mà cây này nó sẽ ăn thịt xong đầu nó sẽ nhả ra gọi là cái gì ta? Nó sẽ ăn thịt xong nó nhả ra mặt trời cho mình nữa hay sao? Không biết nữa, hay quá vậy. Bây giờ Sam nhìn nè, Sam thấy không? Phía sau của Phong á là có rất là nhiều gọi là hoa hướng dương để mình thu thập. Phía trước thì là súng rất là mạnh, còn phía trước đây nữa là một hàng khoai tây, hai hàng luôn chứ phải một hàng nữa. Hai hàng khoai tây luôn, mình lo gì mà thua đúng không? Ê thử sử dụng món quà nữa nè. Nè, túi mù la bu bu nè. Wow. Ê này sắp hẻo kìa. Ê ở phía trên từ nãy giờ tôi không để ý, trời. Ui, ở bên dưới kìa, từ từ. Món quà đi, mở túi lâu quần, ra gì đi. Ủa coi sao làm gì? Dưới kìa, no. No, trời, đang mất cuốn quay tay ơi. Cho hộp quà đi, ra gì đi. Ra gì mình mạnh đi, trời ơi, ra cái cây ăn thịt rồi hả? Chết rồi, thất thủ rồi. Không sao, có cái xe. Mình làm lại từ đầu được, Sammy, mình làm lại từ đầu được. Rồi, mình sẽ để đây đằng sau này thêm mấy cái hoang thịt đi bạn. Trời ơi, chết rồi, chưa gì mà đã mất một cái xe rồi. Ê Sam, tính ra cái con này từ nãy giờ nó vẫn chưa bị ăn hết nè Sam. Con này từ nãy giờ nó khỏe rồi luôn á. Ờ vậy mình sẽ kết hợp vô đi cho nó trâu. Ừ đúng rồi, cho nó mạnh hơn. Cho tôi thêm một cái gì nữa đi, gói quà la bu bu. Túi mù. Wow, nổ đi. Đúng rồi, hợp lý. Đứng yên. Rồi gắn cho thêm một quả cherry nữa, bắn cho nó mạnh nè, đó bắn tim nè, đó. Bắn tim. Trời ơi, bắt đầu nó ra đông hơi kìa. Trời ơi, bây giờ nó còn có mấy con bắn súng nữa. Trời ơi, bây giờ đông quá rồi. Sima. Kết hợp đi đó. Kết hợp vô cho nó khỏe hơn nha. Ừ. Đó. Thôi mạnh rồi đó, thấy ổn rồi đó. Đó, tôi phải có cái hàng phòng ngự là hàng khoai tây cho nó chắc ăn mấy bạn ơi. Đúng rồi. Ê, kết hợp hai con cạp kết hợp với nhau. À, hai con cạp kết hợp nhau. Ok Sam. Thử đi, đây kìa. Đây. Ý sao mà kết hợp hai con cạp lại nhau hả? Đúng rồi. Không được nè, đó, chưa được. Quá vậy? Hơi hụt hẫng. Nhưng mà kết hợp cái cây với quả nổ được không? Thử coi. Wow. Quả cherry này nhìn chiến đó nha. Chiến quá vậy? Mình phải xây hàng phòng ngự nhiều đó bạn ơi. Cho thêm mấy cây súng đi. Thấy súng hơi ít nè. Cho một hộp quà, gói quà luôn bu bu. Là cái gì đây? Sao làm mấy cái nấm dễ thương quá vậy? Thôi lấy mấy cái nấm này để sau đi. Ba cây luôn kìa. Ủa ba cây luôn hả? Là mình phải lấy từng cây hả? Dễ thương quá vậy. Em chưa test được bà nội luôn, cho bà nội này lên trước đi. Vậy thử nha, Phong sẽ thử để con này lên trước nè. Ok. Em sắp hết rồi. Ủa quên luôn rồi. Trời ơi, test trời. Không sao, đó bạn thấy không? Trình độ chơi của mình đã hơn lần trước kìa, bạn thấy không? Đó, ok. Qua cái màn này luôn đi. Cái màn băng này luôn đi. Rồi, màn tiếp theo để tôi xem coi. Màn này chúng ta sẽ được cái gì đây?
Hay, vẫn tiếp tục là những món đồ bình thường, vẫn chưa có gì xịn sò đó các bạn. Nhưng mà lần này sẽ có, ui con này, người con Sam. Này là súng mà còn bằng sắt nữa hả? Ui Sam ơi, sao nhìn kìa. Trâu quá vậy. Có cầm cửa nó cho nó cạp mạnh. Đi, cho nó chắc nó khỏe cạp lắm đi, đâu á. Cạp luôn, cạp luôn, cạp nó đi. Cạp gì? Lấy con cạp á hả? Ồ, cạp nó luôn chứ sao? Thôi, lấy con cạp làm gì? Mình chỉ cần dùng con súng là được rồi. Đó không? Cái cửa đó nó bắt đầu bể rồi kìa. Trời ơi, cái cửa bị nó mới bắt đầu kè. Từ 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 từ, cho tôi một cây hoa xuống dưới, cho tôi một cây hoa xuống dưới. Ồ, nguy hiểm quá. Trời ơi, hoa hướng dương sao trận này hoa hướng dương ra chậm quá các bạn ơi. Rồi, may quá, một con zombie bị nổ rồi. Con zombie cửa này nó bị nổ là nó mất cánh cửa hay là nó bị nổ chết luôn nha? Ô, chết luôn. Không? Wow, okay, hợp lý. Vì tính ra là cục đá này nó phối với gọi là cái bom rất hợp lý luôn. Ờ, đúng rồi, là thấy là lời luôn á. Lời luôn á. Mạnh hơn nè, đang còn nổ được nữa. Nổ nữa. Rồi, bây giờ bắt đầu là zombie nó bắt đầu ra đông hơn nè các bạn. Nhưng mà mình thấy tình hình á là mình đang hết tiền các bạn ơi. Trời ơi, cái hoa nó ra chậm quá. Thôi, chúng ta phải mở túi mù labu để coi ra cái gì đây. Ra con, ra cây nấm. Cây nấm này hợp lý nè, bắn được nè. Bắn đi nấm. Sao nó bắn ra gì vậy? Bông bóng. Bắn ra bông bóng hả? Bông bóng này nó có mạnh không vậy? Mở túi mù labu bu tiếp là tôi thấy túi mù labu bu này có vẻ vui nè Sam. Wow. Trời ơi, ra được thêm mấy cây. Trời ơi, lỗ nha. Rồi, thêm củ khoai tây bên dưới. Rồi, chặn lại. Thêm cái bơm vô cho nổ. Rồi, cho cây nấm này xuống dưới đi. Ô, cây nấm này là nó phun ra độc hả ta? Đúng hay rồi, phun ra độc á. Nè, độc đúng không? Ừ. Ê, đây có 3 level luôn kìa, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Nó bắn mình kìa. Mấy con cầm súng, nó cầm súng nó mới bắn mình kìa. Từ tôi cho một quả cherry cho nó nổ đã. Bùm. Okay, rồi. Cho nổ bớt đi, cho nổ bớt đi. Có người đá, trời ơi, người sắt rồi, Iron Man. Con đầu sắt kìa. Ủa nhìn nó ghê không? Sao không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, mình lượm được cái mũ nè. Ủa, hay vậy? Cái mũ này làm gì ta? Ui, đội được lên đầu của mấy củ khoai tây hay gì nữa không? Hay quá vậy? Ui. Cái mũ sẽ biến củ khoai tây thành khoai tây sắt. Wow, đỉnh vậy ta. Ôi mũ kìa, mũ rơi, mũ rơi. Ôi mũ ra, từ từ, mũ này đội cho cây súng à hay gì ta? Cục đá đi, cục đá đi, nó chặn mình mà. Đá hả? Ừ, đi nó chặn, mình làm cục đá chặn. À, ok ok. Mũ làm cục đá chặn cho tôi, lời nhất. Wow, trời ơi, bây giờ có thêm con khoai tây bằng sắt nữa quá đã. Ơi nè, mấy con này đội mũ nè, đúng không? Săn mũ, đó con nào rớt được cái mũ thì mình lấy được. Ôi quá đã luôn. Quá đã. Đó mũ kìa. Mũ nữa, đội lên tiếp. Ui. Tính ra bây giờ mình đã khám phá thêm một giống cây mới là cây khoai tây sắt nha các bạn. Mở túi mù labu bu nè. Túi mù labu bu, trời ơi. Mở túi mù labu bu ra thêm củ khoai tây. Ok, kết hợp quả cherry cho cây súng cho nó bắn tim cho nó mạnh hơn nè. Mũ kia. Đây, mũ đây. Khoai tự tôi tò mò, tôi muốn kết hợp thử cái mũ này với cái cây của bà thử coi. Không được. Mất kìa, nó mất mũ. Thử cây nắm được không? Rồi, mất luôn. Trời ơi, cây nắm mất được rồi. Lỗ chưa? Nói chung là chỉ có củ khoai tây mới được thôi bạn ơi, okay. Không có gì được hết trơn. Thôi Sam yên tâm đi, nói chung là tôi thấy cái hàng phòng ngự như thế này chúng ta không thể thua được rồi. Mở túi mù lá bu nè. Ui. Ủa nó hút mũ hay quá vậy? Cây 500 mà nó hút cái mũ nè, hợp lý. Đào vô. Rồi. Trời ơi, nó hút đồ sắt. Rồi bây giờ là nguyên một cái hàng. Mũ kìa. Mũ nữa nè. Rồi mất cái mũ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử lấy cái cây để xuống dưới kia nó hút được cái mũ sắt không nha. Kìa mũ kìa. Ở đây mũ sắt nữa nè, đây. Đeo vô. Giờ mũ sắt này lời nha, mình thấy lời lắm á. Ây da, hiện tại bây giờ là mình thấy là mấy cái cây của mình là súng quá trời quá đất rồi các bạn. Nên là mình không còn sợ gì nữa các bạn ơi. Ok, mở túi mù lại bu bu tiếp nè Sam. Tiếp nè. Được con nổ. Trời ơi. Ê kìa con kìa. Đó, lượm tiếp đây. Đấy, trời ơi, giờ nguyên một hàng. Mũ sắt nó lời lắm mấy bạn ơi, mũ sắt nó lời cho mấy. Nguyên một hàng khoai tây, ba hàng khoai tây luôn, giờ còn sợ gì nữa bạn? Giờ là khỏi sợ gì, bất khả chiến bại rồi. Rồi, bây giờ đến với boss 2 nè. Hình như mấy cái con mà cầm mấy cái cửa này cũng không mạnh lắm đâu Sam. Nó chỉ bền thôi chứ nó không có chống lại được mấy cái nổ nha Sam coi nè, nổ một phát là chết hết nè. Đó, cũng không bền lắm. Mấy con cầm cửa nó cũng yếu rồi các bạn, chứ cũng không mạnh lắm bạn ạ. Rồi, giờ mình khỏe quá, mở túi mù là bu bu tiếp nè. Tôi thích mở túi mù là bu bu nè. Sao từ nãy giờ vẫn chưa ra được con gì mới ta? Rồi mở túi mù ra bu bu cái gì đây? Con số gì vậy trời ơi? Sao toàn gặp con băng này hoài vậy? Rồi bây giờ là mình hai hàng súng nè, một hàng hoa hướng dương và ba hàng thủ rồi. Bây giờ tôi nghĩ là mình chỉ cần nâng cái hàng thủ mình nhiều hơn nữa là được sao mà. Không sò gì hết trơn. Rồi bây giờ tôi có thêm khoai tây vô mấy cái hàng thủ thôi. Đây mở túi mù lại bu bu, có tiền thì mở túi mù lại bu bu thôi. Đây được thêm cái cây. Cây này giờ không biết để đâu luôn á, thôi cho mày cái cây mày ăn luôn nè. Đó cho cái cây ăn luôn nè. Cây ăn cho bộ. Rồi mở túi mù lại bu tiếp nè, ra cái gì đây? Ra cái gì đây? U cái nấm màu đen. Wow! Nửa một phép chết hết à. Trời ơi, nó đen đảo quá vậy. Ok, thêm khoai tây vô. Đó, trời ơi, hàng phòng ngự quá dày. Cho tụi mày ăn đến sáng luôn. Ăn cái mồm rắn luôn á. Ăn
mòn răng luôn. Đây mình chờ con nào rớt cái mũ sắt ra mình lụm mũ sắt nữa là hợp lý. Rồi rồi kia. Rồi đây. Đó, cho cắn hai con luôn, cho cắn thoải mái luôn, cắn vô rồi. Răng thôi. Đã khoai tây rồi mà còn là bằng sắt nữa, ăn là ngẹn họng luôn, khỏi nuốt luôn. Em cứ tưởng cái này khó lắm, cũng không khó lắm nha. Giờ cái không phải đâu, do bọn mình chơi hay quá đó Sam. Có hả? Đúng rồi, do bọn mình chơi hay quá đó. Ê mà Sam để ý không, mấy con bằng sắt hồi nãy ở đẹp lắm, bây giờ nó đánh nhau zombie nhiều quá, người nó có mấy cái đỏ nè, sao thấy không? Đỏ có máu rồi. Tôi mù ra gì đây? Trời. Ra mấy cây nấm nhỏ xíu thôi kệ, để đây luôn. Thôi cho con nổ đi cho nó nhanh. Lâu quá vậy. Rồi cho thêm con nổ nữa đi cho nó nhanh luôn. Đó, vậy cho nó nhanh. Rồi tới nơi đó, boss rồi đó. Hôm qua bạn nào bảo rằng là tôi gọi là chơi game lâu năm mà tôi nhìn thấy ông Phong chơi tôi tức đâu. Bạn nào nói tôi đó đâu? Bước ở đây hiểu không? Bây giờ là Phong là thay đổi rồi, bạn hiểu không? Bị chửi nhiều rồi. Mấy bạn cứ trêu tôi, bạn cứ bảo là tôi chơi game gà đó, cho nên giờ tôi phải chứng minh, hiểu không? Bạn ơi, thông cảm. Rồi bây giờ tôi phải chứng minh, hiểu không? Đó. Giờ bọn này có làm băng sứ cũng không nổi. Mở túi mù ra. Mở túi mù ra gì đây? Trời ơi, mở túi mù ra con 500. Ôi thắng rồi bạn ơi. Thôi quên rồi. Yeah không? Quá đơn giản. Yeah. Tại sao phải yeah chứ? Chiến thắng này là chiến thắng cho tôi làm ra. Mà. Ủa, tôi cũng có mà. Yeah. Giỡn, ok. Dễ quá. Bạn ơi, cái này đồ khó là không trên 10. Cái gì nữa nó khó hơn không? Ví dụ như là cho con zombie siêu to khổng lồ hay gì đi. Vậy. Rồi, cho nó khó hơn đi. Rồi thắng, nhanh ông cho nổ cái bom cho nhanh đi lâu quá. Sao nhanh nè. Rồi. Chiến thắng, tốt. Rồi. Quá. Quá mạnh. Cho tôi một cái giống cây gì đó cái mới đi cho tôi phối ra. Cái cây gì nhìn nó giống như cái cục khoai tây vậy. Này là cục khoai tây anh, cái này là cục khoai tây anh, đúng không? Nè. Ê, đây là cục khoai tây em nè. Con gì vậy? À con này hả? Ờ. Sao biết con này là con gì không? Không, con xi lam. Con này là cái con nó đang đội mũ kim cương. Bây giờ Sam bắn nó bể cái mũ này thì nó sẽ ra mũ bằng vàng. Bể cái mũ bằng vàng nó sẽ ra mũ bằng bạc. Mà bể cái mũ bằng bạc xong mới ra zombie. Đó, có nghĩa là nó mạnh lắm á. Ê, có con gì mới đầu đỏ kìa. Đầu đỏ này con dâu chắc nó nổ đó. Ok. Ê, rồi. Ghê quá em mà này. Thôi kệ nha. Đi, bây giờ chúng ta cần quan tâm đến gọi là anh khoai tây em và anh khoai tây anh nè. Ok, vô nè. Rồi. Khó hơn nè. Mấy con zombie này sẽ khó hơn nha các bạn. Hồi nãy là mấy zombie kia dễ hơn nhưng mà mấy con này sẽ khó hơn nhiều đó. Ok. Ê Sam, Phong nghĩ là bây giờ mình nên kết hợp hoa hướng dương với lại cây đi để nó bắn cái là đúng nó rồi, thu thập được luôn. Đúng rồi. Đó, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Đó cũng được. Vậy là bây giờ cho hết cái hàng đằng sau này biến thành súng hoa hướng dương nha. Đây, thêm một cây hoa hướng dương nữa. Đấy, bây giờ nó vừa bắn mà nó vừa tạo ra được mặt trời nữa, hợp nhưng lý chơi. Trời ơi, lại là mấy con này hả? Tôi ghét mấy con này lắm. Làm ơn bắn mấy con này giùm tôi đi. Sao mà tôi ghét mấy con mà nó nhảy rào này ghê luôn các bạn. Luôn ghét mấy con gọi là vận động viên này ghê luôn á. Rồi ok, may quá, tiêu gì được nó rồi. Trời ơi. Cục đá tôi vừa nhìn thấy nó tôi thấy sợ rồi các bạn. Chưa kịp làm gì hết trơn. Đây, gắn cho cục đá thêm quả bơm vô ha. Đó. Rồi, xong full vàng cây súng hoa hướng dương rồi nè. Bây giờ là súng thường đi. Cho thêm một củ khoai tây xuống đây nữa. Đấy. Rồi nó nhảy qua rồi. Gắn cây súng vô. Hai cây luôn, bắn cho nó nhanh. Đó. Đừng có ăn cây nha. Rồi, rụng cái đầu rồi. Ok, rồi nó té rồi. May quá. Ê từ từ, mở túi mù la bu bu để coi ra cái gì đây. Wow, cái cây, trời ơi, không sao, đập vô cho nó ăn thịt con này luôn. Mày nhảy hả mày? Đây đây, củ khoai tây anh nè, đây. Ô, củ khoai tây anh là đặt ra, không đặt ra được mà là kết hợp. Kết hợp con này đi. Là nó sẽ bự hơn đó Sam ơi. Con nó nhảy, ê, nó nhảy. Ê, nó nhảy không được kìa. Nó nhảy không được. Là nó chặn con này. Có nghĩa là củ khoai tây cao này nó chặn được mấy con nhảy nhảy này. Ok. Mày chết mày rồi. Ơi mà hình như cái củ khoai tây anh này là nó ăn lâu hơn á Sam. Đúng rồi. Nó ăn lâu gấp đôi luôn á chứ. Trời ơi. Cái con đầu dâu zombie đầu dâu xuất hiện kìa. Sao vậy? Từ đặt thử túi mù lau bu coi. Điện sau. 500. Đúng. Mấy con nhảy kìa. Cho củ khoai tây anh xuất hiện đi. Rồi này, là ghê là mày nhảy đi. Ê hai con kia nhảy kìa. Nhảy thì mình lấy súng mình bắn rồi. Ê, từ, có con zombie mũ sắt nè, để lấy cái cục 500 hút. Rồi, hút đi con. Đưa cái mũ đây. Lâu quá vậy? Rồi nát cái mũ rồi. Trời ơi, bể cái mũ rồi. À, đây, hút được rồi, đây. Ê, cho con vô. To. Cho con to được không? Không được, không cho con to được. Chỉ cho con nhỏ được thôi. Trời ơi, hai ba con vận động viên kìa. Sao? Vận động viên thì mình lắp 6 đồng vô mình bắn luôn. Đó. Ok. Ê, con độc báo kìa. Ui, con độc báo nó khỏe lắm nha. Nó ui khoan Sam ơi, con khoai tây anh nó khóc nè sao? Trời ơi, nó cry rồi. Thấy con khoai tây anh nó khóc luôn sao? Ê, giữ nhìn tên
tội. Ôi, con mũ kim cương xuất hiện nè, con này mới khỏe nè Sam. Con này khỏe chúa luôn á. Từ từ phải cho con khoai tây này to hơn nữa. Rồi. Ui lô, ở phía trên. Phía trên tôi không để ý đâu. Nó bảo mà nó cạp kìa bạn, thấy không? Từ từ mở túi mù ra coi ra cái gì đây. Ơ từ 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 đây khoai tây sắc nè. Ai bảo về, cái đó là bảo về. Ủa nó cái này là gì Sam? Mình trùng lên mình bỏ một con khác vô được. Là mình trồng cái cây lên đây hả? Đúng rồi. Là mình bảo vệ cái cây hả? Đúng rồi. Ồ. Trồng gì cũng được. Ủa, nó bắn kìa. Nó bắn kìa. Ui là cái con súng này nó bắn sao ơi. Súng này nó bắn. Trời. Chặn lại đi. Chặn. Ôi bà ơi, nó bắn đâu quá vậy? Trời ơi đâu? Đâu? Trời cho hết cây của tôi rồi. Cho tôi một cái gì đó nó nổ chết con súng này được không? Cái gì vậy? Sao cái bóng đèn vậy? Cái bóng đèn giúp được cái gì đâu? Rồi quá. No. Khó Sam, sao thấy bắt đầu game nó khó chưa? Ôi nó khó khùng luôn á. Có đồng bảo nó khó nha. Trời ơi, cái hàng ở dưới cùng này là cái hàng khó nhất này, nó đánh nãy giờ nè. Cho tôi một củ khoai tây lăn đi, nhanh lên. Cho tôi một củ khoai tây đây, lăn nè. Wow. Lăn được. Wow. Ok, tôi sẽ dùng củ khoai tây để tôi lăn cho nó chắc ăn. Ok. Tôi hết súng, tôi hết vũ khí, hết mọi thứ rồi các bạn ơi. Trời ơi. Ôi sao vậy, game bắt đầu nó khó rồi Sam ơi. Nó khó khùng luôn á. Mở túi mù ra u, thầy cho tôi cái gì đó đi. Trời ơi, củ khoai tây. Lăn đi. Lăn, đúng rồi, lăn. Rồi, thêm củ nữa. Trời ơi, chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Trời ơi, con bắn súng kìa. Ô, may quá, nó nổ rồi. Nó nổ, bạn ơi, trời ơi, cái gì ở trên này vậy? Rồi, ở bên dưới, hàng bên dưới, tôi hết đồ rồi, hàng bên dưới nữa, trời ơi. Wow. Hàng đem con nổ xuống hàng bên dưới đi, rồi nổ. Trên kìa. No, sao mà đông quá vậy? Tất cả cây của tôi đều bị ăn sạch rồi bạn ơi. Trời ơi. Wow. Không sao, bây giờ thử nha. Chúng ta sẽ thử làm lại từ đầu. Ủa, chúng ta không lại làm lại từ đầu được rồi bạn ơi. Cái này là chúng ta không thể làm lại từ đầu được rồi, bọn nó xuất hiện đông quá bạn ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi, nó kéo nguyên một cái dòng họ nó tới luôn mấy bạn ơi. Sự bất lực của một gia chủ. Bây giờ mình còn đúng một củ khoai tây với một cây súng thì mình sẽ làm được cái gì bây giờ? Thua. Trời ơi. Nó kéo cả dòng họ đến nhà mình như đi ăn đám cưới gì đó. Rồi được rồi, làm lại thôi bạn ơi. Lần này thì tôi nhất định phải thắng nha. Lần trước tôi cũng thua 2 trận rồi, nhưng mà lần này tôi mới thua có 1 trận thôi, không có gì phải đáng chí cả. Đầu tiên là trồng 2 cây hoa hướng dương. Lần này là tôi với Sammy bạn nhau rồi, còn tôi sẽ không gọi là kết hợp súng với hoa hướng dương nữa, tại vì nó yếu quá bạn, nên là hoa hướng dương chỉ để mọc ra gọi là mặt trời thôi đấy, không kết hợp nữa. Thêm củ khoai tây, thêm bơm vô cho củ khoai tây đó. Ok rồi, nói chung là hồi nãy là bọn mình chơi đến đoạn boss, cho nên là bây giờ mình sẽ tua nhanh đoạn này nha bạn. Mình sẽ tua nhanh đoạn này đến đoạn boss luôn nha. Ok rồi, bắt đầu tua nhanh. Rồi, trời ơi, mạnh quá mấy bạn ơi. Kiểu này làm sao mà thua được các bạn ơi. Và Sammy mới nằm kế bên tôi, bà ngủ luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, trời, tính ra Sammy, dậy Sammy. Ủa gì vậy? Nhìn nè, mình mạnh quá rồi Sammy. Mình không thể thua được rồi Sammy. Oh my god, cái gì ghê dữ vậy? Trời ơi, tôi mà. Bà thấy không, bây giờ là tôi có nguyên một cái hàng súng nè. Bà thấy không, tàn là súng bắn tim nè không? Đấy. Ghê quá vậy. Một hàng hướng dương đằng sau. Ừ, nó ra đông hơn kìa, phải từ tôi phải nâng cấp cho mấy con khoai tây nó mạnh hơn mới được. Lý do để thắng mãi mãi sao để nhiều tiền các bạn ơi, chỉ có nhiều tiền mới thắng nổi thôi. Đúng rồi. Lần này Phong nâng cấp 2 dãy hoa luôn mà. Đúng rồi, đây mở túi mù la bu bu ra gì đó xịn xịn cho tôi coi. Trời ơi, ra cái cây hoa, không sao, ra cây hoa cho nó ăn thịt cũng được. Đấy. Đó. Rồi. Nó bắt đầu xuất hiện đông hơn nè. Mũ sắt trên kìa. Cái này chưa phải là boss cuối đâu nha, cái này chỉ đang là boss thường đó. Ôi, con súng nó xuất hiện kìa. Sao chết nhanh vậy? Tại vì tôi đến tận 2 súng, 2 cái súng bắn tim, nó bắn đạn liên tục thế này, sống sao nổi được. Và coi hàng khoai tây tôi nhiêu đây nè, sao ăn hết. Kêu cả dòng họ ra ăn không hết luôn. Nhiều khoai tây càng nhiều càng tốt. Này mặt dày hả? Mặt dày quá. Rồi mở túi mù ra bu ra quả bơm hay gì đó cho win luôn đi nè. Ui wow, cái gì á? Cây ba đầu. Cái ba đầu này giúp được gì không ta? Bắn ba hướng khác nhau thấy không? Bắn hoài hàng trên luôn kìa. Ồ, vậy mình phải đem cái cây này xuống dưới, mình không để cây này ở phía trên đây được. Ok. Đúng rồi, đem cây này đằng sau kia. Rồi mở túi mù la bu tiếp nè, ra cái gì đây? Trời ơi, ra được 3 cái cây. Đó thì
thấy nó bắn 3 hàng liên tục á. Con đó bắn được 3 hàng khác nhau luôn á. À, ok. Đó. Thêm nè, đó bạn thấy không? Nói chung là lần 1 chúng ta có thể thua nhưng chúng ta sẽ có thể rút kinh nghiệm để cho lần 2 nó mạnh hơn. Đấy, rồi. Tập trung hơn đó. Rồi mở tới một đội vu tiếp nè. Đấy. Ok. Rồi, không có chỗ mở luôn mà. Đây rồi. Cái đá. Quên luôn rồi đó. Khoan từ, hình như còn một toán cuối nữa nè, còn một toán mà nó sẽ ra cuối cùng nè. Đấy. Trời ơi, đông quá vậy. Màn cuối nè, bây giờ mà nó ra đông hơn nè. Tôi sẽ thử mở một túi mù labu nữa. Ra cái gì đây? Ra cái gai. Hợp lý nha. Cái gai luôn. Ui cái gai này con nào dặm vô là nè, coi nè, Sam coi ngụ đám bên dưới nè, nó dặm vô gai lên. Đó, rụng đó. Từ wow. Nó dặm vô gai lại mất máu liền. Rồi, cái gai này mạnh nha. Gai này mạnh đó. Đây mở túi mù labu tiếp nè, ra cho tôi cái nắm đi cho nó nổ phát một quy luôn. Wow, hay quá vậy. Đó. Sam coi bây giờ Phong với Sam sẽ ngồi đợi coi khi nào con mũ kim cương trên đây nó làm cho nó nổ đi nha. Nhìn khó chịu quá, cho nó nổ banh xác thôi. Đúng mệt luôn á, hơi bị lâu luôn á trời. Đây thôi cho nó quả bơm cho nó đi về gặp ông bà luôn. Về ông bà đi mệt quá trời. Rồi chưa nữa nè, cho hai quả bơm luôn. Trời ơi. Trời ơi. Yes sir. Tăng 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 tăng. Để coi màn sau chúng ta được gì không. Ô, màn sau chúng ta sẽ được cây nắm. Wow, để tôi xem coi. Wow, màn sau. Ui không đồng. Ủa, miễn phí, cái này không đồng ta. Tại cái này nhỏ miễn phí, đúng rồi. Để cái tôi test thử thôi nha bạn, tôi test thử con cái coi như thế nào nha. Không đồng là mình mua thoải mái luôn hả đúng hay rồi, sao? Đúng rồi, mua thoải mái luôn. Ui, mua không tốt đồng nào luôn. Đúng rồi, à, mà kết hợp thử coi. Wow, để cây này xuống dưới coi nó bắn sao. Bé xíu quá vậy. Tôi bắn dễ thương vậy. Tôi coi thử coi nó có bắn chết được con zombie vô nha. Tôi sẽ để cho nó ra sau này đi. Rồi kết hợp với khoai tây được không? Oh my god. Thử để vô coi coi nó làm gì được. Chắc là nó sẽ bị ăn hả? Ok bạn. Đó nói chung là màn sau chúng ta sẽ được cây nắm nha các bạn nha. Rồi ok. Thì vừa rồi mình đã cùng với Sammy bọn mình đã chơi tiếp 3 màn tiếp theo. Thì các bạn có thể thấy rằng là bọn mình đã có những trận mình đã thua cuộc. Nhưng mà không sao, bọn mình đã có thể làm lại. Bây giờ bọn mình đã chiến thắng rồi các bạn. Đấy. Thì nếu như bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái tựa game Plan vs Zombie này nữa thì các bạn đừng quên là hãy comment xuống bên dưới thì bọn mình sẽ cùng nhau làm tiếp nha. Sam làm gì vậy Sam? Đang dịch chuyện. Ok. Rồi còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Game này hơi bị đỉnh luôn các bạn. Để coi màn sau chúng ta sẽ kết hợp cây nấm như thế nào vậy nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye.